À, xin chào các bạn. Thì ở video trước, video mình đính chính về việc mình đã đưa cho các bạn một cái thông tin không đúng ở trong cái việc cái bước thứ 7 trong cái việc cài đặt Org Store Node, đúng không ạ? Thì hôm nay video này mình sẽ đính chính lại thêm một lần nữa trước khi đi vào nội dung chính. Đó là cái phần 7.1 này, cái câu lệnh này tức là gì? Cái câu lệnh này sẽ sử dụng khi các bạn vừa chạy validator và các bạn vừa chạy store node. Các bạn nhớ cho mình nghe, vừa chạy validator và vừa chạy store node. Bởi vì sao mình nói điều đó? Bởi vì khi các bạn sử dụng cái dòng lệnh này thì nó sẽ xuất ra cho các bạn cái private key của cái ví ở trên validator của các bạn. Và cái lệnh tiếp theo này sau khi nó đọc được thì nó sẽ chèn vào trong cái phần miner key ở trong cái file config này của các bạn. Được chưa ạ? Rồi. Bây giờ nó sẽ có một số cái tình huống xảy ra như thế này. Đó là gì? Các bạn có một cái private key. Được chưa ạ? Các bạn có một cái private key của cái validator, nhưng mà cái validator và cái store node là khác nhau. Đúng không ạ? Tức là gì? Validator và store node chạy cùng một ví, chỉ có là nó đang chạy ở hai cái máy riêng biệt khác nhau. Và các bạn đã có sẵn được cái private key, hoặc không có thì các bạn chỉ việc dùng dòng lệnh này các bạn xuất ra, được chưa ạ? Còn nếu như dùng dòng lệnh này mà các bạn xuất không ra thì các bạn thay cho mình cái wallet name này bằng tên cái wallet của các bạn, ví dụ như tên wallet là độc khách hành chẳng hạn, đúng không ạ? Thì các bạn ấn enter thì nó sẽ ra cho các bạn cái private key, được chưa ạ? Rồi sau khi các bạn có private key đấy thì các bạn chạy cái dòng lệnh, hai dòng lệnh ở phía dưới này. Các bạn chạy cho mình hai cái dòng lệnh ở phía dưới này, được chưa ạ? Để làm gì? Để các bạn, rồi lúc này các bạn gì, dán cái private key mà các bạn vừa sử dụng cái dòng lệnh ở trên để các bạn lấy ra là xong, được chưa ạ? Nó sẽ tự động thêm cái private key này vào trong cái file config.tom cho các bạn. Rồi ở cái chỗ nhập private key này thì ví dụ như các bạn copy một cái private key đi ha. Ở đây các bạn copy thì ở cái phần này các bạn chỉ ấn cho mình là gì, một cái chuột phải mà thôi. Nhớ là nhấn cho mình một cái chuột phải mà là thôi. Thì nó sẽ gì? Nó sẽ tự động điền cái private key cho các bạn, mặc dù nó không hiện lên đây, đúng không ạ? Sau khi đó các bạn enter. Rồi ví dụ như các bạn enter nhưng mà trong đó các bạn không thể biết được là các bạn đã chuột phải bao nhiêu lần, hoặc là các bạn muốn biết được là cái private key của mình có đúng chưa. Bởi vì sao? Khi chạy thì nó báo lỗi đó. Khi mà cái nốt chạy mà tự nhiên nó báo lỗi thì các bạn nên check lại cái thông tin cái private key mà các bạn vừa nhập vô có đúng hay không, đúng chưa ạ? Thì các bạn sẽ làm như thế nào? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn điền private key bằng tay, được chưa ạ? Rồi các bạn sẽ có một cái file private key. Rồi tiếp theo, để vào được cái file config này thì đây, các bạn thấy có thấy cái đường dẫn nó đây sẵn không? Các bạn chỉ việc ấn cho mình là gì nè, no. Sau đó các bạn copy cái đường dẫn này, các bạn dán vào cho mình. Xong các bạn ấn enter. Rồi, ở đây các bạn sẽ tìm cho mình một cái chữ là gì, một cái dòng là gì, miner key. Được chưa? Mình ví dụ đây là dòng miner key đi ha. Sau đó các bạn xóa hết ở trong cái dấu ngoặc này đi. Các bạn để cho mình hai cái dấu. Được chưa? Các bạn xóa hết nội dung ở phía trong đi. Sau khi khóa xóa nội dung ở phía trong đi thì các bạn hãy copy cái private key, được không ạ? Mình ví dụ cho các bạn xem ha. Bởi vì mình nếu mình kéo xuống thì mấy bạn thấy cái private key của mình thì nó không được hay lắm, cho nên mấy bạn thông cảm cho mình ha. Mình chỉ hướng dẫn thôi ha. Đây ví dụ như bây giờ mình sẽ xóa đi, các bạn chừa cho mình hai cái dấu hai đầu, xong rồi các bạn chuột phải. Đó, để các bạn thấy chưa? Nhớ check hai cái dấu hai đầu, ok. Rồi nội dung private key ở giữa. Rồi các bạn check lại. Ví dụ như đây là cái dòng của người ta, các bạn check lại, ok. Sau khi hoàn thành xong thì các bạn ấn Ctrl xong nút O. Rồi các bạn enter là nó sẽ lưu lại, và các bạn ấn Ctrl X thì để nó thoát ra. Ở đây mình ấn thoát ra và mình chọn là no, không lưu lại bất cứ thông tin gì. Vậy là các bạn đã tự động điền được cái private key bằng tay vào trong cái file config của các bạn. Rồi, vậy việc của các bạn tiếp theo là các bạn chỉ làm gì? Khởi động lại dịch vụ mà thôi. Thì các bạn chỉ việc là
Đây mình cho các bạn xem cái dịch vụ nó là ở đây. Cái phần đăng ký dịch vụ của nó đâu? Đây, cái phần đăng ký dịch vụ của nó đây. Thì các bạn chạy cho mình lại cái phần dịch vụ thôi là xong, được chưa? Còn không thì các bạn sẽ đánh cho mình đây các bạn cái phần dịch vụ nó ở đây, được chưa? Các bạn copy cái phần này các bạn dán vào đây, xong các bạn thay chữ star bằng restart, được chưa? Thì nó sẽ tự động khởi lại, động lại cái store node và nó tự chạy lại cái ZGS cộng với lại cái file config mới sau khi bạn đã sửa đổi. Vậy là các bạn đã hoàn thành được cái việc thêm private key bằng tay, cũng như là kiểm tra lại private key của mình có đúng hay không, được chưa? Rồi vô đây các bạn chỉ việc lăn con chuột xuống, các bạn tìm, mình nhắc lại ha, các bạn tìm cho mình cái dòng là gì, minor key là xong. Các bạn tìm cho mình cái dòng minor key đây, được chưa? Rồi mình sẽ kết thúc video hướng dẫn các bạn thêm một số thông tin liên quan đến việc sửa đổi cái file config cũng như là cái cách để các bạn thêm được private key một cách thủ công là như thế thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên kênh của mình. Xin chào các bạn.